Chào ngày mới. Bây giờ là 8 giờ 45 phút ngày mùng 7 tháng 9 năm 2024. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã đăng ký kênh YouTube của mình cũng như chia sẻ kênh YouTube của mình cho người khác biết. Mọi nhu cầu về tư vấn kỹ thuật hay mua sắm âm ly loa đài hay sửa chữa âm ly loa đài, mua linh kiện đài, băng cassette. Mọi người vui lòng liên hệ theo số máy 0368888479. Hân hạnh được phục vụ. Báo cáo với lại quý vị và các bạn. Bắt đầu các cháu đi học rồi, nên là thời gian này thì cũng lại lên ít video hơn vì nó có nhiều việc lắm. Nhưng mà có nhiều việc đi chăng nữa, vẫn cứ bình tĩnh để mời mọi người ly chè Thái Nguyên để tình cảm của chúng ta vươn lên một tầm cao mới nhá. Bền vững và phát triển. Trân trọng kính mời. Trân trọng giới thiệu tới mọi người một combo băng cassette. Ở combo này có 6 cuộn băng cassette loại băng Sony HF90. Đây là những cuộn băng tự mình thâu, và đương nhiên là nó phải đủ tiêu chí văn võ song toàn thì sư phụ Khang mới cho xuất sơn. Cuộn băng thứ nhất, băng Sony HF90, có nội dung chương trình chế linh giáng thu, phát hành năm 1987. Chúng ta chơi radio cassette và đặc biệt là phần cassette nhá, chơi băng từ này mà chúng ta nghe những cái chương trình thập niên 80 90 nghe thích. Thế còn những cái chương trình trước 75 thì thôi không nói làm gì cả. Đấy thì thích quá này. Cuộn này là cuộn thứ hai có nội dung chương trình LKTV liên khúc Tuấn Vũ 12. Cuộn nào cũng như cuộn nào, nó có một cái âm sắc vỗ đùi đen đét. Cuộn này là cuộn thứ ba Trường Vũ băng Sony HF90 Trường Vũ. Cuộn này là cuộn thứ tư Duy Khánh Hương Lan hát về Huế, hát về xứ Huế đấy, mang biển số 75 đấy, 74 Quảng Trị mà, 75 Huế, 76 Quảng Ngãi, 77 Bình Định, 78 Phú Yên, 79 Khánh Hòa, Nha Trang đấy. Cuộn này là cuộn thứ năm Đường Vào Tim Em Ôi Băng Giá, ướt át lắm, Đường Vào Tim Em ướt át lắm. Như Quỳnh. Cuộn này là cuộn thứ sáu Băng Châu. Đời tôi chinh chiến quanh năm, yêu lúc băng rừng. Ui dồi ôi, Băng Châu hát. Băng rừng ở nghe Băng Châu hát, quên cả con vắt luôn. Điểm danh lại. Chế Linh Giáng Thu, liên khúc Tuấn Vũ, Trường Vũ, Duy Khánh Huế, Duy Khánh Hương Lan hát về Huế, Như Quỳnh, Băng Châu. Vừa mới giới thiệu với quý vị và các bạn này, Băng Châu mà lúc băng rừng mà nghe Băng Châu hát thì còn chả nghĩ đến cái con vắt nó đốt. Con vắt thì có khi nhiều, có khi không phải là nhiều, nhưng mà có khi có người cũng chưa được con vắt nó đốt. Nhưng mà lão nông thì
đã được con vắt nó đốt rồi, thế nên là biết. Thế nhưng mà khi mà nghe nghe nhạc mà đặc biệt là băng trâu, quên cả con vắt luôn. 6 cuộn 50.000 đồng một cuộn, 6 cuộn là 300.000 đồng, cộng đi cộng lại cũng chỉ thế thôi, chỉ có 300.000 đồng 6 cuộn băng này. Đúng là một mức thóc rẻ nhất của đất. 300.000 đồng là tiền băng. Thế còn tiền vận chuyển hết bao nhiêu tiền thì người mua trả? Nhiều đài, nhiều thì cũng chẳng có nhiều, cũng chỉ có 600 chiếc thôi. Nhưng mà cũng chẳng có thời gian đâu mà quay. Bây giờ lại đang chuẩn bị coi như là vào cái chiếc đài sáp QT77. Thôi thế dừng cái video ở cái chỗ này cho nó hoành tráng. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt. Chào sông Mã anh hùng.